nhưng mà khoảng một tiếng đồng hồ thôi thầy ngủ quên rồi. Dạ đến mãi tới 4 giờ sáng á mới thức dậy làm thêm một lần nữa, thì tới 6 giờ 7 giờ ngủ quên luôn, không còn nhớ vợ con gì hết. Ngủ rất là ngon. Tại hồi đó tới giờ là mất cái giấc ngủ khi mà đi tiểu là thường thường là thức nửa tiếng đồng hồ sau mới từ từ mới ngủ lại. Nhưng mà giờ cái cụm ná thì có thể là nhanh hơn. Mời chúc mừng anh. Cảm ơn anh. Những người mà bị bệnh về tâm lý, về test, bị trầm cảm tất cả các thứ á, là tại vì trong cái bộ não mình khi mà bị mất ngủ á thì cái việc mà tái cấu trúc lại của bộ não á nó bị trục trặc. Do đó khi mà mình dùng cái đá mà chườm vô mà để cho ngủ được á, thì khi cái giấc ngủ nó sâu, giấc ngủ nó ngon thì là tất cả những cái mà trục trặc trong cơ thể mình đã được sắp xếp lại đàng hoàng hết. Và mình sẽ khỏi được những cái bệnh mà chưa giờ người ta cứ nghĩ là mấy cái trầm cảm, mấy cái đồ là khó chữa, mà khó chữa thiệt. Mà đối với chúng ta là nếu mà để cho cái tây y người ta chữa, thường thường với người bác sĩ là họ cho thuốc là an thần thôi, mà cái an thần xong cái bắt đầu là càng ngày cái bộ não mình nó bị ức chế, mình nó thiếu cái sự phản hồi, và chính cái đó là cái mà không được tốt cho chúng ta. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.